Chị hai, chị sao vậy? Chị đâu có sao đâu. Mà sao bữa nay em về trễ vậy? Thôi đi vô ngủ đi, mai còn đi học nữa. Chị có gì muốn nói với em không? Nói gì là nói gì? Cái thằng này bữa nay hỏi cái gì vậy? Đi vô ngủ đi. Được rồi, chị không có gì để nói với em á, thì thôi, chị cũng ngủ đi. Em cũng đi ngủ đây, biết đâu mơ thấy mẹ. Phúc, không lẽ là má gặp thằng Phúc rồi hả? Gặp con được không? Không, tôi không muốn gặp bà. Tôi chỉ muốn biết là bà gặp thằng Phúc rồi đúng không? Không không, má thề với con đó, mấy hôm nay má bận nên má không có đi đâu hết đó. Má không gặp ai hết đó, má nói thiệt mà. Tôi tin bà, nhưng mà tôi nói cho bà biết, thằng Phúc từ nhỏ tới giờ nó không biết bà, và nó cũng không muốn gặp bà. Hiện giờ nó vẫn sống rất là tốt. Tôi mong bà là đừng làm phiền nó và cả tôi nữa. Đừng mà, má muốn gặp con, má muốn giải thích mọi tôi chuyện. Tôi cũng không muốn gặp bà đâu. Ngày mai gặp má ngoài quán cà phê gần chợ đi. Có gì thì bà nói nhanh đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Hạnh à, mẹ xin lỗi. Mười mấy năm qua mẹ không ở cạnh bên để chăm sóc cho hai chị em con. Mẹ ân hận lắm, nhưng mà mẹ có nỗi khổ riêng nên mẹ mới rời xa tụi con. Nỗi khổ hả? Có nỗi khổ gì mà bà phải bỏ chồng, bỏ cả con cái? Bà có biết từ ngày bà ra đi, ba buồn đến mức sinh mệnh mà qua đời. Chị em tôi từ nhỏ đã mồ côi. Chị em tôi làm gì có lỗi hả? Mẹ xin lỗi, nhưng con biết không, hoàn cảnh của gia đình mình lúc trước rất là khó khăn. Ba mẹ khổ sở phải chạy ăn từ bữa. Rồi một hôm mẹ phát hiện ra mẹ có một căn bệnh hiểm nghèo. Đi hỏi khắp nơi thì mới biết căn bệnh nó khó chữa, dù có tiền nhiều cũng không thể nào chữa được. Mẹ không muốn liên lụy gia đình. Mẹ biết ba rất là thương mẹ. Nếu ba hay tin mẹ bệnh như vậy, ba sẽ bán sạch hết nhà cửa tài sản để chữa bệnh cho mẹ. Làm vậy thì được gì khi bệnh không chữa được? Nên mẹ quyết định trốn lên thành phố để mà làm đủ thứ nghề để kiếm tiền chữa bệnh. Mẹ uống thuốc Bắc, thuốc Tây, thuốc Nam, ai chỉ gì mẹ cũng uống. Nhưng rồi một hôm mẹ gặp một người tốt. Ông ấy đã đưa mẹ qua nước ngoài chữa bệnh, và mẹ lay lắt cho đến bây giờ. Mười mấy năm qua mẹ luôn đau đớn nhớ về hai chị em con, nhưng hôm nay mẹ có đầy đủ điều kiện mẹ về để mà lo lắng cho chị em con nè. Con à, mẹ không mong gì hơn
là chỉ mong bù đắp cho hai chị em con mà thôi. Mười mấy năm qua bà sống như thế nào không ai biết, bây giờ bà về đây muốn bịa ra chuyện gì mà chẳng được. Chúng tôi không cần bà bù đắp, chỉ cần bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ông nội và Đặng Phúc là tôi mừng lắm rồi. Hạnh à, nếu như con không tha thứ cho mẹ thì mẹ chết không nhắm mắt đâu con à. Bà nói hết rồi đúng không? Hạnh à, mẹ xin lỗi con, lần này mẹ về là chỉ mong gặp hai con, coi như là không gặp được nữa rồi. Nè, bà làm sao vậy? Có chuyện gì hả anh? Sao không biết nữa, tự nhiên bà xỉu nè. Dì ơi, ổn không dì? Con đưa dì đi bệnh viện nha dì. Dì không sao đâu, chắc sáng dì chưa ăn sáng nên nó hạ được huyết thôi. Cảm ơn con. Dì ơi, dì đụng gì? Anh ơi, đưa dì về nhà đi cho dì nghỉ. Không có được, ông nội ta chết. Thôi cứ đưa dì nhà Đức đi, chừng nào dì tỉnh là tính sao, nhanh. Dì ơi, dì ơi, đừng dì ơi. Ủa, dì tỉnh rồi hả? Chị con, chú Liền. Bao nhiêu năm nay chị bỏ đi đâu mất tiêu vậy, giờ mới tìm về. Tôi tưởng đâu là không bao giờ được gặp chị nữa rồi chứ. À, thôi bây giờ vậy là được rồi. Nhưng mà về nhà ông cử chưa? Dạ, con vừa mới về, con chưa kịp qua nhà thì cô không dám gặp tía. Không sao đâu, ổng đánh người chạy đi chứ ổng đánh người chạy lại. Bay cứ về đi, không có sao đâu. Đúng rồi đó, mà bao nhiêu năm nay chị sống làm sao? Con nói thật với chú với chị Ngọt biết là mấy năm qua con tha phương cầu thực ở nước ngoài, đến hôm nay con có điều kiện nên con về đây để mà bù đắp cho hai đứa nhỏ. Lo nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Con không đuổi mẹ đi nữa hả con? Đợi hết bệnh mới biết được. Nhưng mà mẹ không còn thời gian nữa. Ý của con? Dạ, ý của con là con về đây con thăm mấy đứa nhỏ vài ngày thôi, rồi con trở qua bển con làm việc. Mèn đét ơi, tao tưởng bay về đây ở 10 bữa nửa tháng, ai có về đi gấp gáp dữ vậy? Chị Ngọt, gia đình chị vẫn khỏe hết hả? Hồi nãy tôi mới gặp cháu đây nè. Còn Châu đâu rồi chị? Châu nó theo ba nó về đám giỗ bên nội rồi. Mà giờ sao? Chị tính chừng nào thì mới về gặp chú cự chị? Tôi muốn về lắm, nhưng mà sợ, sợ tía tôi không cho tôi bước vô cửa. Cái gì mà bay sợ? Bay bước vô nhà, phải không? Ông có chửi cái gì tụi bay lặng thinh, bay chấp nhận hết. Bởi vì ổng giận bay, bay bỏ con rồi ổng nuôi ổng tức. Thấy không? Thôi, lát là tao dắt mày qua bển, có tao rồi ổng, ổng nể tao, không có dám làm gì bay đâu. Con cảm ơn chú Liền. Tôi cảm ơn chị. Không có gì đâu.
Chị ngồi nghỉ nha. Hạnh, ra ngoài này Thím nói chuyện với con chút. Thím nói con nghe nè, mẹ con á, cho dù có lỗi lầm gì thì cũng là người có công sinh thành ra con. Bao nhiêu năm nay chắc là mẹ con cũng không sung sướng vui vẻ gì đâu. Con hỷ xả được thì nên hỷ xả đi. Với lại làm con cái á, thì không có nên oán hận cha mẹ của mình, con biết chưa? Dạ, con nói thiệt với Thím á, mấy chục năm mới gặp lại, tình cảm con còn không còn nữa, huống chi là giận hờn oán trách cái gì. Chỉ là con sợ nội con với thằng Phúc buồn nói thế. Chuyện nội con á, cứ để ngoại liện lo, con cứ bình tĩnh coi sao nha. Cự ơi, tôi liền nè. Bữa nay tôi qua nhà ông có chuyện. Trời ơi, bữa nay thấy ông vui vẻ quá, tôi cũng mang tin vui tới cho ông. Tôi trả con dâu lại cho ông nè. Đó. Ba, ba, hôm nay con về đây để con tha lỗi với ba. Cô mà cũng biết xin lỗi nè. Đi mấy chục năm trời không có tin tức gì hết, bây giờ về đây làm cái gì hả? Ở cái nhà này không có chứa chấp những người bạc tình bạc nghĩa như cô. À, bây giờ vậy thì thôi, dâu nó về rồi thôi, giờ để cho mẹ con mà sum họp hàng gắn lại tội nghiệp tụi nó mà ha ha ha, ha ông cười. Cháu tôi á không có cái người mẹ nào như cái cô này ha. Xin tụi nó ra, đẻ tụi nó ra, bỏ tụi nó đi mấy chục năm trời như vậy á, không có hỏi thăm gì hết, cô ta có xứng đáng là mẹ của mấy đứa nhỏ không? Thôi, ông cũng bớt giận. Trời ơi, thì ông cứ nghĩ đi, thấy không? À, bao nhiêu năm nó tha phương cầu thực, nó cũng khó khăn ở nơi xứ người, coi như cái đó là trời hành nó rồi, thấy không? Giờ bỏ qua xí xó cho nó vô ha. Nhìn nó ha. Sao ông rảnh quá vậy hả? Cái chuyện gia đình tôi ông xía vô làm cái gì? Nhiều chuyện quá. Nè, bộn tưởng tôi muốn xía vô chuyện gia đình ông lắm hả? Hả? Tôi đâu có ở không? Gia đình của ông chuyện gì cũng qua nhà tôi chia sẻ hả? Thì tôi thấy vậy tôi mới xía vô cái tự động tôi muốn xía lắm hả? Chứ không phải tại ông mà gia đình tôi rắc rối gì hả? Trời đất ơi, gia đình ông rắc rối tự nhiên nói tôi là sao? Tía hả? Tía gì? Tía đừng có quên mục đích ban đầu mình tới đây là cái gì nghe. Tự nhiên không hòa giải thôi, giờ còn kiếm chuyện thêm nữa. Ừ, biết rồi. Bình tĩnh nha. Để tao dằn xuống, để tao tạt nước cục lửa trong bụng tao coi. Tôi xin lỗi, tôi cũng nắm, nhưng mà ông cũng phải nghĩ lại. Thấy không? Đánh người chạy đi với ai đánh kẻ chạy lại, hiểu không? Bây giờ nó về rồi, ông làm ơn làm phước, ông bỏ qua hết cho mẹ con nó đoàn tụ, được không? Ông đừng có nói đỡ cho nó nữa. Tôi không có chấp nhận đâu. Còn cô này nữa, đi ra khỏi nhà tôi liền hả? Bao nhiêu năm trời bỏ con bỏ cái đi biền biệt như vậy á hả? Cái mặt của cô á son phấn dày tới 8-9 lớp, đi ra đời á học khỏi cái thói son phấn của người ta, về bữa nay về đây đòi nhận con là sao? Đi ra khỏi nhà tôi. Tía ơi, con xin tía, tía cho con cơ hội đi, con sửa sai đi tía. Phải rồi đó chú, chú bỏ qua cho chị Sương một lần này đi, để cho tụi nhỏ còn cơ hội gặp mẹ mà chú. Tía đuổi con đi cũng được, nhưng con xin tía cho con gặp con một lần thôi tía ơi. Không có gặp gỡ ai ở đây hết, đi ra khỏi nhà tôi liền. Thôi nhưng mà Phúc ơi, Phúc, mẹ về thăm con nè Phúc ơi. Phúc ơi. Dạ, con chào cả nhà. Ừ, con, mẹ. Ủa, cô đây là? Con tôi lớn như vậy sao? Phúc ơi, mẹ nè con, mẹ về thăm con nè. Tôi không có mẹ. Phúc mà, Phúc, hay nói nè. Phúc. Ê, nè. Dạ, con ở lại với nội đi, để Thím đi kiếm Phúc cho nha. Dạ. Thấy chưa, cô có thấy là đứa nào nó chịu nhận cô làm mẹ không?
hả? Từ rồi sắp tới cô đừng có làm phiền ông cháu tôi nữa nghe chưa. Tôi cấm cô không được bén mảng tới căn nhà này. Trời ơi, cao thế cỡ, ông đúng là một cái người kêu là cứng ngắc à.